nào chị cũng hơi hơi chặt tí mà vô là nó rồi đó. Đường đây thì làm sầm ba cũng hơi ủng đây, vẫn ra cái này là trung tâm đường Trần Công Văn, đông dân cư dễ là có mặt tiền đó mà không ấy đi chứ. Mặt tiền mà ở gần gần đây cũng không ưng, tại vì mình đang tìm ở khu nó đây mình có rồi, đang nói bên kia tìm nó mà tìm thôi nhát quá, thôi để ra năm để có cái mô đẹp đẹp thì quốc, còn không có thôi. Vừa rồi cũng có đang cái, chỗ vừa rồi cũng có đó. Cái ngay chỗ đường 30 tháng 4 à, đường à, đúng rồi, 30 tháng 4 ngay chỗ tượng đài là đường chi nè, Xô Viết Nghệ Tĩnh đúng không? Mấy cái đường nữa thì không? Không phải không? Mấy khu gần trên này không? Nói chung là khu chỗ chỗ Hoàng Diệu đồ, Hoàng Diệu với lại chỗ bờ hồ Hàm Nghi đồ, khu nữa thôi. Còn mấy khu xa thì nhiều cái đẹp lắm mà. Bờ hồ Hàm Nghi thì đường rộng lắm, đi có gì? Có chứ. Đường của ô tô mà chạy vô tới nơi mà. Có vừa rồi kia bán quá trời mà. Nhưng mà giá nó cao hơn xíu. Thì đúng rồi. Nó cao quá cũng... có cái nhà sáu tỷ mấy đường Bầu Hạc luôn á, mặt tiền đó mà thôi cao cũng hơi cao. Đến về lục đi, phải đóng vào trong máy mà đâu có đem thêm máy chị. Tìm được có gửi qua Zalo rồi, Zalo đi về Messenger là ít dùng. Chị Nga em. Chị dạ. Ừ. Cà phê về chưa? Rồi, đang làm. À, em hỏi nè, cái chỗ mà chị hỏi cái chi mà thế chị đăng ký cái gì nữa, đó trước đem để hỏi họ nè. À, chị đăng ký cái bản cái chi đó, thương hiệu á. Thương hiệu thì cũng có chị. Thương hiệu tên của chị nè, thương hiệu bản hiệu của chị đó. À, cái thương hiệu chị mừng quá rồi đúng không? Thương hiệu đó thì mụn với lại chị làm YouTube cái đồ này. Thương hiệu của kem thì mụn hay là cái gì chị? Hay là cái gì? Thương hiệu cái tay của chị á, tay xà ba Long Nguyễn đó. Rồi, để em hỏi họ thử. Ừ. Này cũng đầu tư cái nhà cũng ghê luôn. Xài chi đó. Sửa sang nhiều quá đi, nhiều tiền quá. Ừ. Cái thích rứa thì vẫn cái cũng đẩy cho ra cái mặt tiền. Cái cũng bỏ ra 5 tỷ nữa quất cái mặt tiền trong đây. Không ý cái nhà mới rồi cũng bỏ thêm vô là hầu bán lại là cái mua đất thôi. Bán đất chứ. Bận nữa ý rồi nữa. Nhưng mà thôi chắc làm để ở chứ còn đúng rồi. Đâu có nghĩ bán, nghĩ bán thì làm chi. Thì đúng rồi, ai dùng nữa đó. Dạ. Ở khu đất nó hiền đó, làm ăn được. Thank you.
Xe nó chạy về quê tí luôn. Xa quê xa. Dạ gần. Xa nó chạy bóc lắm. Chụp liền đam mê mô tô lắm. Như trai đa số rồi thích. Ừ, mê, mê kinh luôn. Giống mì quán bạn nữa. Bạn biển kìa. Thấy ông chồng cho chiếc mô tô leo lên không nổi luôn á, mà cũng rước cũng lên không to, mà chỉ sợ gấp đôi sàn liền và thấy ông trèo, ừ, thấy ông trèo lên, bảo là ông trèo lên cho tờ hàng để ba anh nhà hàng á, chiếc màu xanh đó, bắt đầu là hàng để giữ rồi đó, bắt đầu mới leo lên chừng nổ máy là chạy.
Chị nghe em. Chị em hỏi rồi, cái này á là đăng ký nhãn hiệu chứ không phải thương hiệu. Nhãn hiệu à, còn Dạ, thương hiệu. chị, dạ, cái này là sẵn nói rồi, cái trường hợp đăng ký spa là đăng ký nhãn hiệu chứ không phải thương hiệu. Còn ý là chị đăng ký thương hiệu á. Không được. Anh nói trường hợp này đăng ký nhãn hiệu không phải đăng ký thương hiệu, mà chị muốn tư vấn rõ ràng hơn á là chị khó, chị chạy qua bên 49 tế lữ á, em đưa số điện thoại chị đi cho. Cái chị nói là chị Ý bị là không, chị đăng ký cái này là bên chỗ sở trí tuệ gì đó. đúng rồi đúng rồi, bây giờ sở, cục sở trí tuệ, nhưng mà nó là qua cái trung tâm này để nó tư vấn. À, Dạ nói chung chị, là để cái này tại vì chị giao cho anh Bi làm, biết không? dạ, thì nó anh Bi cũng làm được, nó anh Bi, nó anh của Ý Duy làm bên sở nông nghiệp là là được rồi. kêu, tại vì là anh Bi anh kêu là để ổng kêu luật sư, tìm luật sư là hắn sẽ sao Không, kêu nè. chi là thấy luật sư, tại vì bên Đà Nẵng đang có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mà, nó chi thấy luật sư tốn tiền. Không, tại vì để túi á, túi gặp chị nói này cho nghe. Dạ, tại vì em mới hỏi họ xong, họ có nói là nó Không, em ý cứ qua bên là đó chị đi. làm là có lý do chứ không phải là Dạ làm để mà ấy. Nói chung là hồi hồi chị nói cho nghe. dạ dạ tối vậy. Rồi rồi, ok 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 em yêu. Dạ rồi.